Ủa cái này chạy nè. Đó, anh em thấy nó làm thấy ghê không? Đó. Là tới nó làm ầm 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 anh em. Cứ được mấy con đây. Rồi, trước mắt là mình thấy con ếch bự rồi đó. Ủa cái này mặn rồi nha. Cái này vô anh em ơi, dữ lắm cái này rồi. Cầm cái lợp nghe nặng luôn em. Đó. Trời ơi, sướng. Rồi được. Mấy con đây. Ui. Đó. Đó, trời ơi. Nhóc luôn. Mẹ con vô trơn luôn rồi. Ghê không? Cá mồi nè nè, mới cá mồi. Cách làm mồi của mình cũng đơn giản lắm nha nè, này là dầu ăn. Có tỏi nè em ơi. Này ngũ vị hương nha nè. Mình đặt 40 cái lợp lên em ơi, mình đặt tới 3 bịch ngũ vị hương. Ngũ vị hương mình trộn vô với tỏi. Cái dầu ăn nha em. Chung giờ là mồi rất là đơn giản nha em, không cần cầu kỳ rườm rà gì đâu em ơi. Tại vì mình đặt một cái vớn á, rất là nhẹ nha em. Không có ếch là vô em ơi. Là mồi sống luôn nha em. Mới lục bình đó anh em ơi. Thì mình đặt 40 cái lợp khoảng 5 ống nhiều chuối nha anh em. 5 ống nhiều chuối. Ống nhiều chuối anh em ơi. Dầu ăn, tỏi, ngũ vị hương, dầu chuối nha nè, bỏ chung vô luôn em ơi. Thì nói chung có anh em, mấy anh em mua lợp bên mình á, hỏi mình cách làm mồi sao thì mình cũng xin phép chỉ lại nha anh em. Mình cũng không phải là gì mà thầy, nói chung là mình đặt sao thì mình hướng dẫn anh em làm y vậy nha anh em. Đây là anh em ơi. Cá mồi này anh em muốn để ương cũng được, muốn để tươi cũng được nha anh em. Chung là tùy theo sở thích của anh em thôi, nhưng mà mình thấy cách làm cái mồi ương hay là tươi cũng chảy như vậy anh em ơi. Thế nói chung vậy ăn thua là cái chỗ mình đặt có ếch hay không thôi nha anh em. Có ếch là vẫn vô bình thường thôi. Trộn lên cho đều xong rồi ngoài cái anh em bỏ lục bình vô ra cái màu kêu màu gì ta, màu đỏ sậm sậm anh em, màu đỏ sậm rồi lục bình anh em ơi. Thì nói chung là cá mồi nãy mình tôi hãng chừng ký 2, ký 3 anh em, chứ không có nhiều anh em ơi. Tại vì có cái rô mới bắt gì mới cái rô nè.
anh em muốn cắt nhuyễn là cũng được, mà để nguyên con cũng được. Còn mình thì mình con nào bự mình cắt nha anh em, còn con nào cỡ này là mình chơi được ghét luôn em ơi, mình cũng không có cắt luôn này, chơi nguyên con luôn vậy đó. Chung là cái lợp bỏ chừng hai con cá hoặc ba con cá chứ mới được bình đó là được anh em. Đây lợp của mình nha anh em, mình đang đặt là mẫu 1/8 nha anh em, dùng lợp mình đặt cũng lâu cũ anh em ơi. Anh em có nhu cầu mua vớn đang liên hệ mình nha anh em. Từ mình có bán những dòng vớn từ 1/8, 2/2 nha anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình sẽ để số điện thoại phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dạ anh em nha. Sâu dài bờ ganh trong á, đặt anh em ơi. Thì nói chung sáng giờ mình cũng dỡ hơi sớm á, tại mình đi xa dỡ hơi sớm cũng dỡ đường số anh em. Chung cũng có số chạy anh em, chạy số cũng được. Cũng có số không chạy nữa nha anh em. Thì nói chung quay phim này mình phải quay thì trẻ một xíu cho anh em dễ xem video anh em. Cũng có số không chạy nữa nha anh em. Được hai con anh em. Ít nói chung mình này cũng được anh em, cũng bự bự cũng trọng trọng lắm nè. Cũng tạm ổn anh em. Hôm qua mình gặp đồng nghiệp rồi thôi mình đi vô hướng trong đánh luôn anh em ơi. Cũng có số chạy im lắm nha anh em. Rồi bây giờ mình mời anh em theo chân mình đi dài vô hướng trong nha anh em. Anh em xem video thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực làm video nha anh em. Rồi mình sẽ đi dài vô anh em ơi, mình đem cái tụng vô anh em. Rồi để cái này anh em ơi. Ủa này chạy nữa nè anh em. Từ tới thấy nè, hú kinh nè. Ui đó, cũng được. Ôi ba con luôn em, này chạy được ba con này mày. Em thấy cái vớn mình mini này mình đặt rất là hiệu quả và gọn nha em. Đó, thì là bỏ vô tùng, rất là gọn nha em. Thích đi cũng thoải mái nữa em ơi. Đây người ta chắc nước chuẩn bị cắt anh em, khô quá. Chúng phòng này cũng phèn, còn phèn nữa anh em ơi. Nước nó vàng dưới này mà ta mới bơm ra rồi bữa trước cũng sao đặt nè, nước nó còn rong, hiệu quả lắm nha nè. Hiệu quả sẽ cao hơn mình đặt mấy cái phèn. Đây người ta cắt chắc nước phèn chưa lên đó nè. Quá hiệu quả hơn. Chung sáng mình đi đặt lợp nè, mình đi ra cánh đồng mà lúa chín vậy nè, rồi nhìn mặt trời nó lên đó nè, rồi nhìn cảnh vật xung quanh nè, rất là thoải mái nha nè. Chung cái cảnh quê mình rất là bình yên giản dị nè em ơi. Mình nói chung là mình rất là thích đèn cây nữa nè em ơi. Ồ cái này chạy nè. Rồi, anh em thấy nó làm thấy ghê không hả? Là tới cái làm ầm anh em. Chỉ được mấy con đây. Rồi trước mắt là mình thấy con ít bự rồi đó. Ủa, cái này mặn này nha. Cái này vô rồi anh em ơi, dữ lắm cái này rồi. Cầm cái lợp nghe nặng luôn em. Đó. Trời ơi, xuống. Rồi được, mình điểm cái mấy con anh em. Cái thấy cũng đồng đồng á. 2, 3. Ôi ơi, có ba ếch với con cua hả anh em ơi, nó nặng ghê không? Này được ba con nha anh em. Cua bự không anh em, bởi cầm cái lợp nghe nặng. Ở này ba con ếch bông, một con cua anh em ơi. Quá phê luôn. Ôi ơi, cầm cái lợp nghe nó sướng tay gì đâu nè. Có lý. Rồi,
tưởng là vô đây không chạy là thua luôn, tại vì mấy cái bờ nhỏ nhỏ gì mấy anh em kia ít khi nào đánh lắm. Vô đây nó ngon luôn, trời ơi, đèn cái không thấy nè, chém lạc rồi, toán rồi, thấy nhây toán gì là biết ít ít bé rồi. Thôi rồi không còn ít nhỏ nữa mà. Một con rồi, từ xa thấy nó cũng bình nước rồi, thấy cái này có lý rồi. Đó, đó. Rồi, im luôn rồi. Thấy mình tới lặng anh em. Làm kêu. Mấy con đây. Ui. Đó, đó trời ơi. Nhóc luôn. Mẹ con vô trơn luôn rồi. Ghê không? Ôi, vô đây đánh xuống nè. Trời quá cứng. Rồi 2, 4 5 con anh em ơi, 5 con cũng trong trọng nè anh em. Số thêm, chạy thêm số cái gù non nữa anh em. Cái lợp này, cái lợp mẫu 2 tấc nha anh em. Mẫu này mẫu 2 tấc nha anh em. Mẫu 2 tấc. Cái mình về là dài 5 tấc nha nè. Này mẫu này mẫu lớn. Thì mình bên mình có bán là mẫu tấc 8. Tấc 8 là trung bình. Tấc 8 rồi 2 tấc. 2 tấc 2 nha nè. Mình nói chung mình làm cỡ đó đồ lại anh em ơi. Chứ mình không có làm bự nữa nha nè. Rồi cái này chạy nữa rồi anh em. Vô lý. Cặp sen đây nè, quánh cặp sen luôn. Cặp sen cặp lúa luôn. Thấy cũng kinh không biết mấy con này. Đó, có lý rồi. Ê. Trời ơi đông ha, cũng đông à. Ba con em, hai con bự. Một con vừa vừa anh em ơi. Ba con. Quá phê luôn anh em ơi. Này ngon nữa rồi. Cắt lớn rồi. Mình đã thấy im rít, không thấy động đậy gì trơn. Thiệt. Dạ. Không. Anh quẳng ra không chạy nữa, mới ra ngoài thấy giỡn nước luôn. Đồng hành với mình là biên lập thủ nha nè. Biên lập thủ nó đặt anh trên em ơi. Chào các bạn cái biên lập thủ. Bất cỡ. Ừ. Cái nào nữa không? Dùng vớn nè. Công nhận ít dữ rồi chứ, như nhảy nhảy cây dùng luôn nè. Ừ, hôm nay mình nhảy ghê à. Rồi. Đâu bự gì mấy đâu. Rồi một con ếch. Bự một con ếch nhỏ, một con lươn anh em. Dạ vô với mình chở. Quá xịn, rồi cái máy dấu giặt lợp anh em ơi. Gì? Mấy cái nữa. Vô khúc trong nó cạn rồi. Rồi, cái này trước chạy nè. Rồi. Con tỏn này nè. Cái lóc luôn nè. Ớt rồi, cái lóc tùm lum lên nè. Ui, cái cá đó kìa. Ui. Hết thôi. Quá phê. Ôi. Mấy cá lóc gì mấy ngớ luôn em ơi. Ba ngớt với mấy cá lóc nè, mấy cá lóc cứng anh em. Bự bự. Hả? Cá lóc bự à? Bắt không được rồi. Bắt đi. Cá lóc hay gì? Bắt cá lóc thôi, cái gô giờ sao quá? Hả? Cái gì vậy? Đây có mấy con nè. Bỏ vô luôn, vậy kho tiêu ăn. Ủa, có luôn. Trời ơi, dở rồi.
chú dưa. Chạy luôn không? Luôn nè. Đây, cái này chạy đây. Quá cái lóc bự. Cái hang kìa. Đó, hang đó không? Ui. Rồi, bị chuột cắn luôn. Cạn con chuột cắn nè. Con này được một con ếch bự nè em ơi. Một con ếch bự nha em. Kìa. Rụng rỗng trống luôn à. Nói chung cũng được anh em. Tiếp tục bờ này đi vô anh em ơi. Nãy giờ mặt trời lên bây giờ bị mây che. Nói chung trời giờ nãy đẹp ghê, giờ u ám rồi anh em. Cái này anh em ơi. Cái này chai gì nè, dùng vớn anh em. Ngập một lon miếng này nè. Nhưng mà cái giới hơi dùng dùng như là chạy nha nè, mà không biết con gì trống thôi. Biết bự nhỏ thôi. Ui. Quá khứ con ếch này rồi anh em ơi. Quá trời, bởi vì anh đẩy cái giới mình dùng phải rồi. Thôi ơi thôi, con ếch anh em. Dữ lắm con ếch này rồi. Con thúi luôn. Đây. Mình mở cho anh em xem nha nè. Cái này nó mạnh dữ lắm anh em ơi. Không? Nhỏ hơn con qua. Đâu, quá trời ơi anh em. Bự hơn bội. Bự hơn, anh ăn bụng cứ nhắc anh nè. Coi lọc có nhiều lúc mũi, lô mũi lớn dữ nha. Hai mắt cái nè. Dễ cho con trai chụp đã lắm. Ừ, bự. Ghê, che mặt. Bóng. Thụ tay chân kịch cộm dữ hang. Lực dữ hang. Thử bằng giò anh nè. Anh em nào mà không biết cái đặc ếch, nhìn cái bằng giò cuốn ếch anh em. Anh em nhìn bằng giò với xịn nó cũng na ná nhau nha nè. Nhìn cũng dễ biết lắm nè, nói chung thấy móng mình đặt hiệu quả hơn. Quá đã. Đặt 5 móng, vô. Đặt 4 móng không? Ừ. 5 móng. Tiếp. Quánh ếch quá sướng. Nhưng phèn chạy con nào nó dữ thiệt, mà nó chạy cái lợp chỉ còn 2 con à, mà nó bự nè. Còn mình đặt cái thuộc á, chạy nhiều lắm. Nhưng mà ếch nó nhỏ. Dạ, cái này mình cũng thấy hơi nhăn nhăn nè, không biết sao đây ha. Thấy hơi dùng dùng. Phải hôm nay. Ui, gọt thiệt chạy nữa rồi. Khủng nữa rồi. Một con ếch bự nữa nè, với một con cua. Vô mấy cái. Vô tới cái bờ ngang đó hả? Vô trong gần nhà quá không dám đặt. Sợ. Sợ ta mượn. Người ta mượn, người ta không trả, kỳ lắm. Cho nên quánh khúc mình quánh nó ra anh em. Dù anh em đặt lợp vô gần vuông, càng vô gần vuông càng chạy mạnh nha anh em. Rồi, này sao đây, im ru rồi. Đây, cái này nó cũng hơi nhăn nhăn nè. Dớn hơi dùng dùng, biết sao đây. Ui, trời ơi, anh hiện nguyên hình nè anh em. Đó, mình lại tới anh em gu quá. Dở lên cái anh hiện nguyên hình đó liền. Đó, một con bự nữa anh em ơi. Quá đã luôn. Đèn cái này. Chà, cái này dùng dùng nữa nè nha, không biết sao nha. À, dùng dùng mình em, im ru à. Hiện hình đây. Ui, đó, bọc không. Biết lắm mà, thế nào anh. Trốn dưới đó. Ôi, mình ảnh quánh hết, muốn hết màu luôn rồi. Ghê vậy? Một con đây nè em ơi. Dạ, ếch ghê chứ. Dạ, ếch đây dạ. Đó, anh em thấy bông nó đen luôn nè.
đông được nè, chắc lúa rồi. Hello anh em nha, đổ ít ra anh em ơi, này để góc quay hơi hơi khó nhìn xíu như nè. Mấy con qua đời nhảy nè, không được chỉ qua đồ đôi đầu đi, bây giờ cái đồ đôi đầu đóng vậy không. Ít bự nè, à, bự nãy nè nè, trời ơi, quá, quá khưng hết nè, quá đã luôn, phích, mấy cái không chạy nữa nha nè, con số không chạy nữa nè mày. Bị được ký một bên. Ờ. Hả? Ờ. Ký nữa hả? Đủ kho không? Dư sức. Ghê vậy? Phạm Huy lấy là các con sẻ là khoảng là cỡ 2 con. Ừ. Xui gặp em bị sẹt thì thua thôi. Cua. Phạm Huy đây, bệnh này. Chút nữa kim bên kim này nè, trọt nghe nè, trôi bớt phá rồi. Nhiều không ngắm mà. Nhiều không ngắm mà. Thêm ngắm nhiều hơn mày á. Không nhiều không ngắm. Rồi chơi. Mẹ. Ừ. 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 Cốc rồi. Ừ. À. Ô, cái đó sẽ bao bốn con đuổi không? Chúng mà nó dạy vậy đó, nó hết cái tía đó. Đúng rồi. Chúng mà dạy vậy. Chúng thì cái hai con cũng ngon. Đúng rồi, cái hai con thấy có lý. Đúng đều đều đúng không? Con, đang đặt đồng nhà không có gì? Chạy qua kinh doanh bánh mấy chín không có nữa. Tối. Này phải chạy đồng chứ vòng vòng khu mình đây là rồi xong. Lên trên đêm 24 có rồi, lên lên bắt bài lên kiếm có. Đi lum hết. Tại đây 24 mà họ bán cho mấy ấy tỉnh lập nhiều lắm, đặt nhiều lắm. Đồng vàng sen đặt miếng sen luôn ha. Dạ, cặp đặt cặp sen luôn á. Ừ. Mà con cái đặt mấy bữa nay cũng gặp mấy ông đi chích đó, thua. Được, gặp mấy ông rồi bó tay luôn. Bó tay. Em đặt gặp mấy ông đi chích rồi xong. Ở mấy em qua tốt rồi là gặp bánh đặt bánh nó đòn bánh nó phèn mà ít bự như vậy nè. Ít tiền ít bự không không bự. Ít nhái. Vô con đáng con. Lô gạch hồi năm rồi em với ngáy bánh đi bật đặt trúng lắm. Dạ. Nó bánh ta trồng dưa nhiều dữ vậy. Đúng rồi. Anh đặt cái tối vô trời vừa đang bỏ đi vô đang ngủ. Ngủ luôn là lại luôn hả? Ở lại luôn sao á? Là biến về. Vậy là anh vô cái đường 30 tháng 4, đường 30 tháng 4 ngay chạy chạy vô. Ngay ngay chỗ cầu Thanh Niên vô vô lộ lộ ốp rồi đó. À, tới lộ ốp luôn. Dạ. Trời ơi, dữ vậy. Suốt rồi anh đặt. Dạ lấy em chục cái chị loại loại 30.000 cái chị. Nhá nhà ngốc mà lại chụp em. Chụp cái ông bù lẩu mà em giết luôn. Chụp chết ít bự giết luôn không? Mấy cái giỏi lắm à, ý nhà đồ hàng cửa không? Ủa xíu nó chết rồi. Đẹp không?
con này không được hay bự. Còn đó ăn bò không nổi luôn. Không nổi luôn. Lấy cái xô bắt lươn với cá đi. Cần này được nhiều nha nào. Nói chung hàng cũng khủng không em ơi, nói chung ít phèn con này nó bự bự không. Nhìn nó già ít nó ghê lắm nè. Rồi, 5 kg luôn anh em ơi. 5 kg trắng.